Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình có mua mấy con cá ở ngoài biển về, mình sẽ nấu canh bí. Rồi hôm nay mình mời các bạn xem mình mua cá gì nha. Ở ngoài biển mình mua về đó, nó to ghê mọi người. Thấy không, cá biển nè đó. Thì mình mua ba con này á thì cũng 30 đô, tại vì cá ở bên Mỹ mắc lắm mọi người, khoảng 3 đồng 95 sen một pound đó. Đây là cá rockfish rất là tươi đó, các bạn nhìn con mắt nó, để ý nếu như mà con mắt của nó trong vậy nè là cá tươi nha các bạn. Còn nếu mà các bạn mua cá mà thấy con mắt nó đỏ đó là cá nó không có tươi nữa. Ok rồi, mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Đây là quả bí ngòi mà mình mới hái ở ngoài vườn của mình vào, bây giờ mình sẽ sử dụng nấu canh nha các bạn. Rồi bí mình đã rửa sạch rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ cắt bí nha. Mình cắt ra như vậy để mình cho các bạn xem. Đây là bí non đó, mình thích ăn bí non. Bí non thì ăn nó ngon hơn là bí già. Mình không có gọt vỏ nha các bạn, tại vì nếu mình gọt vỏ đó cái bí non này nó sẽ mềm rụng ra, nó rã rồi ăn không có ngon nữa, nên là mình phải để vỏ mình nấu canh thì nó ngon hơn. Mọi người thấy không, mình đang nấu ăn mà con mèo nó leo lên nó quậy nha, cắn hành leo lên nó quậy phá không, để cho mẹ nấu ăn nha, để cho mẹ nấu ăn mãi lâu chỗ mèo nó phá. Nuôi mèo nuôi chó dễ thương mọi người, lúc nào nó cũng đi theo mình như chó vậy. Đây các bạn thấy cá tươi không, cái thịt nó ôi tươi dễ sợ luôn.
your bowl. Yeah, you eat with me. Hôm nay bé mèo sẽ ăn với mình. Đó, thấy chưa? Nó lên nó đứng à. Thử món cành. Cái nước súp vừa ăn rất là ngon. Hồi là mình nấu bí á, mình để cái vỏ như vậy nè, thấy không? Khi mà mình nấu cái nó mềm ra rồi nó không có bị rụt. Tại vì nó còn cái vỏ nè, thấy không? Tại vì cái này là bí non á mọi người, thấy không? Nè. Thấy không? Bởi vì mình không có cắt gọt cái vỏ bỏ, tại vì cái vỏ của cái quả zucchini nó có nhiều chất vitamin rất là bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Milo, come here with mommy. Come here. Mèo như mình như vua như chúa vậy. Đồ ăn ngon có mình cũng chia cho nó. Lý do mình thích ăn cá là tại vì mình nuôi con mèo này nè. Đó, khi mà mình ăn cá có gì mình chia sẻ với nó luôn. Mình coi nó như thành viên trong gia đình vậy, chứ không phải coi nó như là súc vật. Nó khôn lắm mọi người, con này nó khôn. Kêu cá lợi liền ha. Chó vậy. Quyền miếng luôn nè, đó miếng bự không ăn, ăn miếng nhỏ, ăn đi con, nè, đi, mèo sướng không, được ăn cá biển, cá tươi luôn, good, perfect. Không còn chỗ chè, rất là ngon. Ngon không? Is it delicious? Meow. Nó ngon. Rồi. Video đến đây là kết thúc. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Hãy nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Và nhớ bấm chuông để tiếp tục theo dõi những video mới ra của mình. Ok, để mình ẵm con mèo. Chào mọi người. Đó. Milo, Milo look at the camera see. Milo look at the camera see. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you again. See you again. Bye bye. Đó. Chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Okay. Bye bye.